Ai các bạn nha, thì mình đang đứng ở chỗ cái ngã ba mà đây là đường gì ta? Đường gì quay? Trần Phú và Phạm Đồng. Ở đây là sẽ có chặn xe thấy các bạn, cái đường mà cái dốc á. Nó sẽ chặn xe hết đây luôn. Có công an đứng ngay đó nha các bạn. Đây là mình lưu ý khi mà di chuyển á, chỗ đó sẽ đường bị cấm rồi, các bạn phải đi cái đường vàng mày. Đó thì mình quay lại những cái địa điểm như vậy này. Cho mình xem thử cái cảnh đêm 30 Tết những đường cấm như thế nào, các bạn đi đường nào cho nó an toàn. Đó, xe cảnh sát đi rất là nhiều luôn, ra quân. Ngoài mày á. Rồi như vậy là chỗ này người ta chặn lại hết nha các bạn. Chặn hai bên đường. Ở phía đường ngay chỗ tượng đài cũng chặn lại, không cho xe máy đi.